Thưa quý vị, chiều nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu và các nhà tài trợ đã trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Thông qua Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà tài trợ đã hỗ trợ Đà Nẵng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi rà soát, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố thống nhất cấp phát số áo phao cứu sinh đa năng cho hai quận ven biển là Thanh Khê 410 bộ, Sơn Trà 590 bộ. Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và đoàn trực tiếp trao tặng 30 áo phao trong tổng số 250 bộ áo phao cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc phường Nại Hiên Đông. Số áo phao còn lại sẽ được Hội Chữ Thập Đỏ thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng đến người dân. Tổng giá trị các bộ áo phao cứu sinh đa năng là 1.260 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, trong những năm qua, Đà Nẵng luôn xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ trọng tâm, vì đây không chỉ là hoạt động phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, nên thành phố đã nỗ lực thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ, nhất là trong những đợt Covid-19. Hôm nay, trong khuôn khổ chương trình trao áo phao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các nhà tài trợ, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã trao tặng món quà ý nghĩa dành cho ngư dân Đà Nẵng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động trao tặng 15.000 áo phao cứu sinh đa năng cho 12 tỉnh thành ven biển, trong đó có Đà Nẵng. Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm 14 chi tiết, trang bị cơ bản đầy đủ các trang thiết bị cần thiết khi ngư dân ra khơi.